tôi với bà, bây giờ có về đi chăng nữa thì cũng Ủa Hạnh, mẹ em với chị Lâm đâu? Chị Lâm đưa mẹ em đi biển rồi. Tội nghiệp mẹ em cả tháng trời lo lắng, giờ cũng đỡ được một chút rồi. Cảm ơn anh nha. Anh với em mà cảm ơn cái gì. Anh làm chuyện này là cũng vì tiềm năng của hai đứa mình, với lại vì tương lai tụi mình nữa. Mà thiệt tình luôn, em không thể hiểu nổi tại sao Khanh lại xấu xa bỉ ổi như vậy nữa. Càng nghĩ càng tức. Em đi đâu vậy? Em đi tố cáo Khanh. Em bình tĩnh lại đi, mình chưa đủ bằng chứng mà, em đừng có manh động. Chưa đủ bằng chứng? Bao nhiêu chứng cứ mà chị Lâm đưa ra vẫn chưa đủ nữa hả? Hay là anh đợi cho Khanh phá nát hai tiệm nail của mình anh mới chịu nổi? Ủa mẹ, sao mẹ gọi con giờ này? Còn gọi nhóm nữa. Con đang bận lắm, con đang cùng anh Phát tính chuyện cứu tiệm nail của mình nè. Dạ, con chào cô. Mẹ nói cho con biết nha, ha. Con tuyệt đối không được qua lại với thằng Phát, nghe rõ chưa? Mẹ, con với anh Phát quen nhau thì sao? Tại sao mẹ có hiềm khích gì với Diệu Anh, xong rồi ghét lai qua bên anh Phát vậy? Mẹ có biết là anh Phát vừa cứu tiệm mình không? Con không nói chuyện với mẹ nữa. Happy, mẹ chưa có nói hết với con mà tại sao con bỏ đi như vậy? Chị Một, trời ơi, tôi nghe con Lâm á, nó báo cáo tình hình của Binel ở bển thì tôi mừng quá trời luôn. Cũng may là có thằng Phát nó giúp á chị. Cô Một, calm down, calm down, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh làm sao được? Bây giờ cái con Happy nhà cô á, nó đòi qua lại với thằng Phát, làm sao mà tao bình tĩnh được? Nè, tôi nói cho ông biết nha ông Trí, tôi dặn ông một lần cuối cùng, ông làm ơn, ông thực hiện đúng như cái lời tôi nói nghe. Khi mà ông thấy con Hạnh nhà tôi mà qua lại với thằng Phát, tôi đề nghị ông lôi đầu nó về, trói nó lại cho tôi, trói chân nó để nó khỏi đi, trói tay nó để nó khỏi rờ rẫm mò mẫm, bịt cái miệng nó lại để nó khỏi nói chuyện được, nhớ chưa? Trời ơi chị Một ơi, tôi thấy trong chuyện này á, chị cũng quá khắt khe rồi đó. Chuyện nào ra chuyện đó chứ. Ây da, cô ơi, thời buổi này á, không thể nào mà cô làm như vậy được. Bây giờ trai chưa vợ, gái chưa chồng, tụi nó xa cha mẹ mà ở gần nhau, cái chuyện tình cảm phát sinh là chuyện bình thường. Con trai với con gái mà nó vừa gặp nhau, sáng nó gặp nhau, trưa nó giảng lại, tối nó làm vợ chồng liền. Cái con file kia. Dạ Năm nghe. Ý con nói như vậy á, có nghĩa là con đương nói là cô áp đặt con gái của cô hả? Không phải vậy đâu. Nín. Chuyện là vậy nè. Shut up. Còn ông, tôi cho ông cơ hội giải thích một lần cuối cùng đó. Chuyện vậy làm sao? Thằng Phát nó là người tốt, nó thấy tiệm của mình có chuyện, nó qua nó giúp đỡ. Đáng lẽ chị phải cảm ơn nó chứ. Trời ơi, tôi thấy trong chuyện này là chị quá rồi đó nghe. Chú Chí, con chịu chú vụ này, lai đậm chú, lai mạnh, lai mạnh. Mấy người đó, tại sao bây giờ ai cũng phản bội tôi hết trơn vậy hả? Không còn ai bên cạnh tôi vậy. Nè ông Trí, tôi nói với ông lần cuối cùng. Đây ông nhìn mặt tôi nha. Ông nhìn mặt con Phai. Ông nhìn đi. Biển nè, những người bơi nè, chim nè, trời nè, nè, tất tần tật mọi thứ. Làm ơn nha. Bất cứ một người nào ở trên cái thế giới, trên cái cõi trần này á, mà còn binh vực thằng Phát, người đó sẽ là kẻ thù của tôi. Nghe rõ chưa? Cha Chí lùng mũi bất bự. Để đi gọt mũi đó. Còn mày, cái mũi mày á là hơi bị cao đó, nghe chưa? Sửa lố à. Đưa cái tôi đây. Cô ơi, không phải vậy đâu. Nín. Chuyện là vậy nè. Shut up. Cô nè, cái con Phai kia, mày mà bước theo tao một bước nữa thôi là vĩnh viễn không bao giờ tao gặp lại cái bản mặt của mày nữa đó. Cô ơi, không phải vậy đâu. Chuyện làm gì nè. Thôi mà, mẹ nói vậy cũng là thương em thôi. Thương em cái gì? Bây giờ có cách nào cho hai mẹ bớt căng thẳng với nhau không? Chứ làm như vậy hoài, rồi em với anh tới với nhau cũng không được.
chia tay có không xong? Tại sao thù hằn của thế hệ trước bây giờ hai đứa mình phải chịu vậy? Theo như anh biết thì hồi xưa hai mẹ rất thân với nhau, nhưng chỉ vì một sự hiểu lầm mà hai mẹ từ bạn trở thành thù. Giờ chỉ còn một cách mới có thể giúp hai mẹ hóa giải hận thù. Cách gì? Mẹ, hôm qua mẹ đi biển về mệt không? Cần rắc nước cho mẹ uống này. Mẹ. Thôi, bỏ ra đi, đừng đụng gì tới tôi. Cô còn yêu thương tôi à? Cô còn để tâm đến tôi à? Tôi không khác. Mẹ, con biết là mẹ giận con, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó chứ. Với lại chuyện tình cảm khó nói lắm, đâu phải nói muốn buông là buông đâu. Mẹ phải cho con thời gian chứ. Vậy là con đồng ý không chịu quen với ông Phát nữa rồi đúng không? Phải vậy mới được chứ. Chuyện đó mình để qua một bên đi mẹ. Chừng nào mà con giải quyết xong hết chuyện của Pinknail, con hứa với mẹ là con sẽ không gặp anh Phát nữa. Mẹ cuối mất. Cùng thì con vậy mới là con gái ngoan của mẹ chứ. Trời ơi, cái ly nước nó sảng khoái hay sao đâu á. Bởi vì mẹ mới nói á, con phải hiểu được tấm lòng của người mẹ. Con hiểu không? Dạ. Tất cả mọi chuyện con hiểu không? Có nghĩa là tất cả những bà mẹ trên cái cuộc đời này á, thì đối với cái chuyện mà tề gia nội trợ hay là chợ búa hay là nói chung á là mẹ con chào cô. Ơi mẹ con... ngủ rồi chào. Ngủ hả? Vậy là không hiểu rồi, này không hiểu thiệt. Nhưng mà có yên tâm không vậy? Mẹ mới uống còn chưa đụng phút là ngủ ngang luôn rồi. Em yên tâm, cái này là thảo dược, gọi là dành cho những người mà mất ngủ á. Tại mẹ mới đi biển về, mệt nên uống vô, nó ngấm liền luôn. Búa nha. Ừ, nhưng bây giờ tiến hành kế hoạch thôi. Thôi mì ơi, sao không có ai vậy nè? Nam ơi, Jennifer ơi, có ai trong đó không vậy? Hả? Trời, bà Một. Bà sao vậy bà Một ơi? Trời ơi bà Một ơi, cái điện thoại mình đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, lại để quên ở nhà. Hết pin nữa. Bà Một ơi, bà Một, chuyện gì xảy ra vậy bà Một? Trời ơi, Happy. Bà Một ơi, bà Một ơi, tỉnh dậy bà Một ơi. Bà Một, ôi, bà Một. Ôi da, tỉnh chưa? Hả? Trời đất ơi, sao tiệm của tôi tanh bành vậy? Hả? Sao tiệm tôi bị như vậy hả? Ai mà biết được, bà Một.
Bà đâu bà ra, bà làm gì đây vậy? Trời, tại vì tôi nghe mà là bà có chuyện tôi chạy qua đây nè. Ai? Ai báo với bà là tôi có chuyện? Bà không cần phải quan tâm đến chuyện đó. Tại sao chuyện này xảy ra vậy? Tôi không biết đâu. Hả? Trời ơi, sao tôi chứng đầu quá vậy nè trời. Ôi, chắc là... Ôi, bà làm ơn mà đưa tôi về được không? Về đi. Về làm sao mà về? Cửa nó bị khóa ngoài rồi. Cái gì? Hả? Sao vậy? Hả? Ai khóa? Trời ơi, làm sao mà tôi biết được? Hay là bà ăn ở sao người ta thù bà, rồi người ta trả thù? Cuộc đời tôi có mình ơn bà thù tôi thôi. Bà làm như là cuộc đời tôi có mình ơn và tôi hận bà thôi đó. Không, nhưng mà tại sao lại bị cúp điện như vậy? Thôi làm sao tôi biết được, tiệm của bà mà. Bây giờ gì nè, mình không có thể nào xoay sở được hết á. Tôi thì quên điện thoại, còn cái điện thoại của bà thì hết pin rồi. Chết rồi. Ủa? Tại sao vậy? Bà ơi, tôi nghe như là có cái tiếng gì giống như là có hâm microwave ở dưới bếp không? Đồ ăn đồ uống gì đó. Cúp điện mà. Hả? Cái gì vậy? Điện sao vậy? Chứ cái tiếng gì tiếp tiếp ra vậy? Cái tiếng này quen à nha. Hả? Tiếng này giống như tiếng mà ở trong... Gì vậy? Hả? Không có kìa. Trời ơi. Help me. Help me. Help me. Happy. Đừng có la nữa bà ơi. Bây giờ bà có la khang của cổ không ai nghe. Tụi mình bị nhốt trong cái tiệm của bà rồi mà không có cái gì liên lạc hết. Bà Một ơi, bây giờ làm sao bà Một? Vậy là trời thử lòng mình rồi. Trời ơi, thôi chết rồi, tôi với bà ăn ở làm sao mà cả một cuộc đời thù hận nhau, không có ưa nhau, cuối cùng chết chùm dính chùm, ghê quá. Ôi, tôi không biết đâu. Cái gì vậy? Tôi không muốn chết đâu. Tôi không muốn chết đâu. Mà nhất là phải chết chùm với bà. Chết chung với bà tôi mới thích đâu. Bà làm như tôi muốn chết chung với bà lắm á. Mà sao kỳ cục vậy trời. Tự nhiên bây giờ tôi nói bà nghe nè. Tôi với bà suốt cuộc đời á thù hận nhau đúng không? Bây giờ tự dưng á, chắc ông trời ông phạt mình á, ông khiến sao cho tụi mình á chết chùm với nhau mà con cái không đứa nào biết, dòng họ cũng không biết được luôn. Nên xứ lạ quê người. Chết không ai biết, mình chết luôn. Trời ơi, cái trái bom này á, mà nó nổ một cái là coi như hiểu rồi hả? Cái số nó đang thấp dần kìa. Trời ơi. Bây giờ tôi với bà mà có què lại với nhau đi chăng nữa, hay là không què đi chăng nữa, thì nó cũng còn có mấy mươi giây thôi. Nói nghe nè, bà Quan, đằng nào cũng chết đúng không? Bà nói một cái điều gì đó thật lòng bà đi. Tôi thấy suốt cuộc đời tụi mình không có biết thương nhau. Nói tại bà không thương tôi mà. Suốt cuộc đời toàn là hận với tù không mà. Bà hận tôi, bà thù tôi mà. Bà cũng hận bà thù tôi vậy. Rồi đem đổ lên đầu mấy đứa nhỏ. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Thôi bây giờ cũng gần đất xa trời rồi. Tôi xin lỗi bà. Thực ra thì anh Phú, anh không có yêu tôi. Anh chỉ yêu có mình bà. Bởi vậy tôi cứ cố giành giật lấy ảnh, rồi tôi cứ hận thù bà hoài là vậy đó. Còn tôi á, thực ra chuyện nó cũng đã lâu quá rồi. Tôi cũng có ba con Happy rồi. Nhưng mà tôi cố chấp,
tôi không chịu quên cái điều mà bà đã làm sai với tôi. Thành ra tôi cứ kỳ thị bà, tôi hận thù bà, rồi làm khổ cho con gái tôi. Trời ơi, nhỏ tên Happy mà chưa bao giờ nó được happy hết trơn á. Chưa bao giờ nó biết hạnh phúc là gì. Bây giờ, trước khi chết, tôi với bà nắm tay nhau, hứa là thôi, từ nay mình quên hết tất cả quá khứ đi. Đừng có dồn quá khứ lên là hành hạ mấy tụi nhỏ. Cứ để cho tụi nhỏ nó hạnh phúc nha. Tôi với bà bây giờ có quê đi chăng nữa thì cũng... Bà! Hai mẹ, là tụi con nè. Hai mẹ, con quay clip lại hết rồi nha. Những hình ảnh này chứng tỏ là từ tận đáy lòng hai mẹ còn thương nhau lắm đúng không? Tại sao tụi bay lại ở đây? Ly nước, ly nước, ly nước. Con báo là vì một bị hại. Bom giả. Tụi bay. Hai mẹ đừng giận tụi con làm gì. Tụi con làm vậy là để cho hai mẹ quê với nhau thôi. Giận hờn nhau chi hoài, cuộc sống có bao lâu đâu, đúng không? Vậy là hai mẹ chịu quê với nhau nha. Không. Mẹ. Mẹ. Mẹ mẹ cái gì? Tôi không phải mẹ mấy người. Gì? Dì cháu gì mấy người? Hai người hay quá ha. Cấu kết với nhau, lừa đảo người già. Đây nè, mày lỡ cho bụng nó nổ một cái bùm rồi làm sao? Nhưng mà nó là bùm giả mà mẹ. Giả thì giả chứ, hù dọa cái kiểu đó. Mày lỡ nè, mẹ nè hay bà một á, bà đau tim thì hai chị em tôi chết làm sao? Chị em. Cái gì? Nín. Ý là tôi nói tôi với bà một chết làm sao? Nhưng mà hai mẹ vẫn an toàn mà. An toàn bằng vậy đây hả? Con có ý tốt với mẹ với cô một chứ bộ. Chuyện gì cũng có thể xóa được mà gì. Không lẽ hai mẹ cứ vậy hoài? Không. Tôi không chấp nhận hai người. Nhưng mà tụi con lỡ yêu nhau rồi. Tôi thì không sao, nhưng mà còn mẹ ai kia kìa. Ý mẹ là sao? Anh khổ à, mẹ anh chấp nhận rồi đó. Dì, dì nói vậy là dì chấp nhận hả dì? Không. Mẹ con để con lo nha dì. Mợ, làm cái gì mà lúc nào cũng mặt buồn thiêu à? Nhìn mợ đó, con rầu lắm đó mợ à. Thì con thấy hả? Tiệm vắng như chiều bà đanh nè. Điều này chắc mợ phải sang tiệm đó con ơi. Sang cái gì? Kinh doanh mà lúc đắc lúc ế. Mợ không biết à, cái trường hợp của tiệm mình đang để điều tra. Mà đừng có lo nữa nha. Trời ơi, điều tra đến bao giờ? Tiệm giày nè, lấy đâu mà trả tiền bill? Tôi giá trời cho cái tiệm của bà dẹp luôn cho rồi á. Cái gì vậy? Ai vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ở đâu đâu mà băng băng vô mà trù quẻo người ta vậy? Tôi nói thiệt với bà vừa phải thôi nha. Sao mà bà cứ muốn kiếm cớ mà gây với tôi hoài vậy hả? Cớ gì? Lý do gì? Trời ơi, tôi thù hằn gì với bà mà tại sao mà bà cứ làm chuyện này chuyện nọ với tôi hoài vậy? Chuyện gì? Cái xe của người ta đang yên đang lành vậy tại sao làm tông banh chành bể hết kiến xe của người ta rồi kìa. Khanh, chuyện gì vậy? Thì hồi nãy con lái vô ý đụng mà có chút xíu thôi mà làm dữ vậy. Nghe thằng cháu nói không? Nó đụng chứ làm gì ào ào vô đây vậy? Đụng thì có gì đâu, rồi bảo hiểm nó đền cái gì ào 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 à. Cái vấn đề ở đây á là không phải chuyện là nó đụng hay là nó đền. Tôi ghét ở đây á cái trò mà nhiều khi bà đụng mà bà đổ thừa cho nó. Tôi không có thích cái trò đó. Nếu mà tôi đụng thì tôi nói tôi đụng sợ gì ai mà tôi nói tôi không đụng. Nhiều khi mới yên ổn được chút xíu là có chuyện. Yên ổn được chút xíu là có chuyện. Tôi thấy khó quề quá. Thiệt. Trời đất ơi, mẹ. Sao cái gì? Cây muốn lặn mà chó chẳng đừng kìa. Nè Hạnh, con nói là mẹ con để con tính hả? Khỏi tính, dì nghĩ là không có tới đâu đâu. Tính gì vậy? Bà hỏi con, bà biết liền à.
Hi David. Chào anh. À, đây là chứng minh tài chính và giấy tờ chủ quyền của tiệm nail. Anh cứ làm tất cả những gì chúng ta đã bàn, miễn là làm sao cho bà Oanh tin sái cổ là được. Ok. Nhưng mà tôi thấy hơi khó. Khó? Khó thì có cái này. Cũng không khó lắm đâu. Con ơi, sao giờ người ta chưa tới nữa? Có trục trặc gì không con? Con không biết nữa mà. Hồi nãy con gọi anh coi làm sao. Hẹn giờ nãy mà còn chưa đến nữa. Không biết có chuyện gì nữa mà. À, anh tới kìa mà. Ờ, dạ. Xin chào mọi người. Chào chú. À, tôi có nghe kể qua về chuyện tình hình hiện nay của tiệm mình. Nhưng mà nói thiệt, cái giá nó cũng hơi cao. So với cái giá tôi định bỏ ra. Thôi thôi thôi, cái giá là tốt lắm rồi. Còn nếu không tôi kêu người khác bán á. Trời ơi, anh nhìn đi, tiệm vậy, location vậy, income vậy, biết bao nhiêu người muốn mua anh biết không? Anh suy nghĩ lại giùm đi nha. Để chú nghĩ coi nè, cái tiệm này tôi chăm chút biết bao nhiêu rồi, bây giờ bán tôi cũng đứt ruột lắm chứ. Mợ nói đúng đó mợ. Nhưng mà thôi, nhiều khi cái cánh cửa này đóng thì cánh cửa khác nó mở. Chính xác, anh nhìn đi, bây giờ có bao nhiêu tiệm mà có một cái nền tảng về ông anh, income quá tốt. Anh mà không mua hả, người khác nhảy vô mua liền anh biết không? Anh quyết đi nha. Nhưng mà tôi e là... Thôi anh e cái gì nữa, thôi quyết đi. Giá như của bữa mình bàn, được không? Khoan đã. Đến lúc hạ màn kịch này rồi đó Khanh à. Ủa? Sao hai đứa tụi con ở đây? Dạ, con tới để giúp dì của anh lật mặt cái tên lừa đảo này. Ờ... Mà... Tụi nó nói gì mà con không hiểu gì mà. Anh ơi, anh đừng có chối nữa. Anh càng chối anh càng lộ bản chất của anh ra. Đồ xảo trá. Chuyện gì vậy? Con không biết luôn á mợ. Lừa đảo. Mợ, cái này là hình ghép đó mợ. Bây giờ người ta làm cái gì mà không được. Mà nhìn đi, anh David gì nè. Anh là một người giàu có. Tiền đâu mà con thuê anh làm được mợ. Chắc chắn đó là sự sắp xếp của họ đó. Đồ lừa đảo, cháo trở. Tất nhiên là tôi còn một bằng chứng nữa thì mới đủ để kết tội với anh chứ. Hai người like vậy? Chào anh, mình nói chuyện một chút nha. Chuyện gì? Anh David Nguyễn, người từng có tiền án tiền sử lừa đảo người Việt tại quận Cam. Anh có muốn ngồi tù lần thứ hai không? Hai người muốn gì? Muốn anh khai ra hết tất cả những âm mưu giữa anh và Khanh. Tôi không biết Khanh nào hết á. Vậy anh biết người đàn ông này là ai không? Tôi muốn nghe hai người nói với nhau những gì. À, hai người muốn uy hiếp tôi chứ gì? Mấy người đừng quên đây là đâu nha. Ở đây là Mỹ. Tôi sẽ kiện mấy người đó. Anh kiện đi. Tôi sẽ cho cả thế giới biết anh đang trốn lệnh truy nã. Mà anh có biết trốn lệnh truy nã ở cái đất nước này nó nhẹ cỡ nào không? Anh và Khanh ngoan ngoãn hợp tác đi. Thì Khanh kêu tôi mua lại Queen Nail với giá cao. Chứ tôi không biết anh ta đã mua để làm gì hết. Tôi nói thiệt đó. Hai người tin tôi đi. Nói chung đây là chuyện gia đình của mấy người nha. Tôi không biết gì hết nha. Tôi không biết gì hết. Tôi đi trước. Tôi đi trước. À, anh David, anh David. Ngay từ đầu, anh đã phá hoại tiệm nail của mẹ tôi từ bên trong. Sau đó, anh còn cấu kết với hắn ta để mua lại tiệm nail của mẹ tôi. Nói đi, mục đích của anh là gì hả? Mà phải tin con mà. Mà nghĩ đi. Con làm tất cả điều này vì tiệm mình. Con theo tiệm mình biết bao nhiêu năm rồi mà thấy không? Bây giờ nghe mợ hỏi nè. Vậy với con mua cái tiệm nail của mợ làm cái gì? Hả? Mợ à, mợ thấy đó, tiệm mình càng lúc càng vắng khách.
Cứ đà này thế nào cũng dẹp tiệm thôi. Cho nên con làm như vậy là con chỉ muốn giúp mợ thôi. Anh giúp gì từ cái việc dùng MMA trong tiệm cho tới việc kê khai lỗ năm thứ hai của tiệm? Anh biết điều đó là trái luật pháp kinh doanh, vậy mà anh vẫn cho sở thuế vào làm việc. Mợ Khanh. Dạ. Mợ không ngờ mợ đuôi ông tay áo vậy đó hả? Mợ à, mợ tin con đi mợ. Có thể cái điều mà khai thuế lỗ đó là lỗi của con, nhưng mà tất cả các chuyện còn lại đó là con bị ép mợ à. Cái gì? Ép hả? Ai ép mày? Là ai? Là mẹ con. Gì? Trời, tiêu rồi. Cô coi nè. Trời đất ơi, ở cái tiểu bang này nè, một tháng á họ ra 1.000 cái tiệm nail, làm cái gì mà quảng hốt vậy? Cô, cái gì? Mà nó mới mọc lên có 3 tháng à, mà đông nhất khu rồi đó. Đó mới là vấn đề á. Mày nói làm sao? Hơn nữa thợ của tiệm mình á với lại bên Binh á. Cái gì? Nó nghỉ qua bên nào? Bên Binh. Trời ơi, Pink là màu hồng á. Pin mệt nó quá, nghỉ qua kia làm hết rồi. Tại bên sao đó vậy? Hả, lương cao nè, tiền tiếp nhiều nè, với lại hả khách làm cả ngày luôn á mà không kịp luôn á cô. Dạ dạ, vậy con có biết ai là chủ không? Con không biết nữa, nhưng mà con đi nghe ngóng thì thấy chủ tiệm ít ở tiệm lắm. Nó chỉ có manager thôi à. Con, ta nói mày rồi nha, mày nói cho đàng hoàng, manager chứ chờ chờ gì ở đây. Manager. Ừ. Rồi chủ tiệm là ai? Có theo dõi được không? Con nghe nó hình như là con trai á. Con trai hả? À mà không, con gái mới đúng. Thôi mệt quá đi. Mà không đúng nữa. Con trai. Nè, tao nói mày nghe nha. Con gì cũng được hết trơn á, mà giận vậy nè. Cái chuyện này quan trọng nè. Con mới qua phải không? Ở đây nhiều người Việt lắm. Mày cái gì nói tiếng Việt đi nghe. Đừng có phan tiếng Mỹ bậy bạ người ta cười tao á. Nghe không? Thanh Kiều cô. Dạ rồi, em cảm ơn chị nha. Lần sau nhớ ký ủng hộ tiệm em tiếp nha chị. Bye bye chị. Cô, còn một ghế kìa cô. Cô, cái tiệm này không biết mới ra mà đông khách quá trời, làm như chơi bùa ngải á. Cái gì vậy? Ủa? Du hả? Hả? Ủa? Ghế này của tôi. Tới rồi, nãy đi restroom rồi ra nè. Trời đất ơi, sao đi đâu tôi cũng gặp Du hết trơn vậy trời. Thiệt luôn á. Cái gì vậy? Thì ai tới trước thì người ta phục vụ trước chứ sao? Vấn đề đây làm như là Du nhường tôi một lần Du chết hay sao á, thiệt á. Nhường thì dễ thôi, nhưng mà tại tôi tới trước, tôi bận lắm, tôi phải làm trước. Nhìn đi, nhìn đi. Cái gì hoài à. Cô, con Mary tìm mình kìa cô. Sao con nói với cô là con đi chữa bệnh phổi mà sao giờ con lại qua đây con làm? Trời ơi, ăn ở làm sao mà thở nó bỏ đi hết trơn trụi vậy. Nè Du à, tôi cũng nghe nói bên đó đang sắp mày sắp mặt về cái chuyện không có thở đó nha. Nè, cái đó tin đồn thôi nha. Ở bên tiệm tôi đó, thở nó coi tôi như mẹ vậy đó. Không bao giờ đó. Ủa, con Elizabeth tiệm cô nữa kìa cô. Cái gì? Kìa, con Beth tiệm cô. Trời ơi, Beth. Sao mà nói mày đi làm xuyên bang mà Beth? Ăn ở làm sao mà thở nó mới bỏ đi hết vậy cũng do chủ đó. Hê, hey, câu đó tôi vừa mới nói mà. Ủa? Bi thích nói. Câu đó bản quyền của tôi à? No, mua được hết bản quyền từ ngữ của tiếng Việt hả? Không, mà tôi tới trước tôi quyền nói trước à. Hai cô ơi, hai cô đừng có cãi nhau nữa. Gặp nhau cứ gây nhau hoài à. Bây giờ cái điều quan trọng á là mình phải hợp tác lại để mà chặt cái tiệm Royal Nail nè. Chặt ai? Ai chặt? Ý trời, con chào cô Một, con chào cô Quan, con chào bà cô Năm. Hai đại gia nail nổi tiếng của Cali, không biết ngọn gió nào đã thổi hai cô đến đây vậy? Chú em đây. Chú nó là con gái. Cô à, nó cửa giữa đó cô. Du là chủ tiệm này hả? Dạ không, con chỉ là quản lý thôi. Hình như hai cô đến đây không phải kiếm thợ mà là kiếm chuyện. Cái gì?
Cái gì? Nói gì? Nói vậy? Cho đàng hoàng nghe. Doan nói cho đàng hoàng nghe. Nè, Du có biết là Du đang nói chuyện với hai người chủ lớn ở đây không? Biết chứ. Biết đây là hai bà chủ của hai tiệm nail lớn nhất ở đây. Và đó cũng là mô hình mà cậu chủ con đang theo đuổi. Cậu chủ hả? Chủ là đàn ông hả? Oh, I don't know. Nói nghe nè, bây giờ cho gặp chủ chút được không? Dạ không, cậu chủ đi công chuyện rồi, giờ có con à, con tiếp hai cô được không? Nè, Du nghĩ Du là ai mà Du đòi tiếp hai cô chủ này? Cùng là phận lính với nhau thì tôi với Du tiếp với nhau đi ha. Hai cô cứ về đi. Để ở đây con mài mỏ, con đấu vỗ miệng với con quỷ sứ này. Khỏi mài mỏ. Tôi cũng không gì để tôi nói với chị. Con chỉ muốn nói với các cô một điều là sắp tới rồi dồ neo của chúng con sẽ mở rộng thị trường ở các tiểu bang khác. Thì lúc đó pin neo và win neo sẽ như thế nào? Tình hình ổn không cưng? Dạ không ổn, mà rất ổn. Khách nườm nượp luôn, làm không kịp luôn anh chủ. Tôi không có hỏi chuyện đó, tôi hỏi hai cái tiệm kia kìa. Dạ anh chủ bớt giận. Nhắm làm được thì làm, làm thì nghỉ đi. Dạ. Chứ cái người khác. Trời đất ơi, được chứ, em làm được hết á. À, em nghe lời anh chủ đó, em kêu thợ bên Winnell với Pinnell qua đây hết luôn. Rồi em còn hạ giá, đem giật khách bên đó. Anh chủ có tin này quan trọng nè. Sáng hôm trước đó, có bà Hoa anh với bà Một qua đây nè. Thăm dò, em đuối cổ ra khỏi tiệm. Trời hả hề lắm anh ơi. Giỏi, có thù là phải trả. Mà phải trả tận gốc tận rễ cho tôi. Giỏi, tôi thưởng. Dạ. Đi làm ra phải đi. Hello, con nghe mợ. Dạ, trời con đang cố gắng đem đi điều tra tình hình bên đó để chuộc tội với mợ nè. Con phải hiện ra một tin động trời mợ ơi. Chủ tiệm bên đó là đàn bà. Dạ. Alo, cô anh hả? Dạ, cảm ơn chị đã đến ủng hộ tiệm của em ạ. Dạ. Nữa hả? Rảnh mà. Có ai rảnh không? Làm cho tôi một bộ full set. Không, mày rảnh hết á. Tiệm tôi đông lắm, mày rảnh làm cho bà hết á. Làm cho cái người phụ nữ mà già cả, mặc cái đầm đỏ lè, đỏ lét như dĩa tiết canh vậy. Tôi gốm. Nói cái gì? Tính tiền. Chị ơi, chị em lại chị. Chị là đỏ đẹp, đỏ sang. Còn đây mới là đỏ bầm, đỏ thâm nè. Em chửi là chửi bà này nè, chứ em không dám nói chị. Gì mà tôi tưởng chửi tôi chứ? Dạ ông nội em cũng không dám nói tới chị nữa. Nè, cái đỏ bầm mà đỏ thâm á, là cái đỏ đầu của cưng đó nha. Nghĩ sao vậy? Mỗi buổi sáng mua vậy có soi gương không? Có sao không có? Soi sao không có định vị, không nhận dạng được mình. Nghĩ sao vậy? Đã xấu rồi còn bẹt. Lấy hết bao nhiêu cái hộp của tiệm nail đính lên trên người để cho tỏa sáng hả? Có đính bao nhiêu cũng không có sáng được lên đâu nha. Có quyền. Nè, cái lứa tuổi là bao nhiêu vậy? Mà tính làm tóc hồng hài nhi à? Thấy mà gớm. Nè, có coi cái bờ môi của mình chưa? Bờ môi của mình là hình trái bát, mà tính vẽ hình trái sơ ri à? Thấy mà ghê. Trời ghê sao bằng bà. Cái môi bà mới thấy ghê đó. Cái môi của bà là môi trái chanh mà bà đặt vẽ hình trái ớt. Trời không biết nhục. Tôi nhục gì kệ tôi. Tôi có nhục gì kệ tôi, nhưng mà mỗi năm á tôi là một cái nhân vật biểu tượng ở Mỹ mỗi năm đó. Biểu tượng gì? Người ta mời tôi làm bà già Noel đi phát quà cho trẻ thơ. Trời ơi đó, nói mà không biết nhục. Nhục. Mời bà già. Bà già là bà rất già, là đúng tuổi bà đó. Nè bà mà nói một tiếng nữa ha là tôi cào hột, tôi nhét vô miệng bà đó. Trời ơi, bao nhiêu hột của cưng mới đủ vô cái miệng của chị. Nè, cưng có nói một tiếng nữa đi. Chị lấy mỡ của cưng đó, chị đắp lên mặt cưng cho mặt cưng thành mặt heo luôn ha. Ơi, khỏi cần đắp, mặt tôi cũng như heo rồi. Là heo kìa, tự dạch áo cho người xem lưng đó. Đây là heo, còn đây là tiên nữ, đẹp quá mà. Ôi đẹp. Đẹp mà sao tới giờ dựng ế vậy? Không ai thèm rước bà hết vậy. Ấy trọng mấy trơ, ấy từ Việt Nam qua tới bên này không có trai nào mà thèm bà hết vậy. Trời ơi, nói không biết nhục. Nè, nói gì tôi thì nói nha, chứ đừng có bao giờ mà nói ba cái chuyện là tôi ế không ai hốt nha, tôi ghét lắm đó. Rồi làm gì nhau? Dám nói một tiếng ế nữa không? Ế,